Hello, Vlog và Đức Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2024. Bây giờ là 19 giờ 18 phút rồi, chỉ còn khoảng hơn 40 phút nữa thôi thì vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2024 sẽ chính thức khởi tranh. Và ở trên màn hình mà quý khán giả đang theo dõi là lịch thi đấu của các trận đấu kéo dài từ ngày hôm nay, ngày thứ hai ngày 15 tháng 4 cho đến ngày thứ bảy là ngày 20 tháng 4. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những trận đấu hay hấp dẫn để quý khán giả có thể dễ dàng bật VTV5 lên, bật FPT Play lên hoặc là bật truyền hình K cộng lên để thưởng thức trọn vẹn các trận đấu, những cuộc so tài thú vị của các cầu thủ trẻ ở vòng chung kết của giải U23 châu Á. Và lúc 20 giờ tối ngày hôm nay sẽ là trận đấu đầu tiên giữa U23 Australia và U23 Jordan. Ở trận đấu này diễn ra trên sân Abdullah bin Khalifa, VTV5 cùng với VTV5 Cần Thơ sẽ trực tiếp trận đấu này. FPT Play cũng sẽ có trực tiếp đầy đủ để quý khán giả có thể dễ dàng có được nhiều sự lựa chọn nhất có thể cho tất cả các cái trận đấu hấp dẫn ở vòng chung kết của giải U23 châu Á. Còn vào lúc 22 giờ 30 phút tối ngày hôm nay, trận đấu giữa U23 Qatar và U23 Indonesia sẽ diễn ra. Đây là trận đấu được chọn là trận khai mạc vì U23 Qatar là đội chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á. Còn Indonesia, đội bóng có các cầu thủ nhập tịch, sẽ thể hiện như thế nào khi mà phải đối đầu với đội chủ nhà ở trên sân Jassim bin Hamad? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Trận đấu này thì VTV5 cũng sẽ trực tiếp. Cho đến thời điểm hiện tại thì có lẽ điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất quan tâm đó là khi nào thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á. Xin được chia sẻ với quý khán giả là trong chương trình trưa ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cái thông tin là sau cái buổi chụp hình để mà phục vụ cho cái công tác truyền thông của vòng chung kết U23 châu Á thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ họp đội và thông báo về việc chốt danh sách. Tuy nhiên là ông muốn cẩn thận hơn một chút, đó là sau khi kết thúc cái buổi tập vào tối ngày hôm nay thì dự kiến là đêm nay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ thông báo danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á. Và đó là lý do mà ngay sau khi có thông tin về danh sách thì mình sẽ tiếp tục có thêm một chương trình lên sóng nữa. Có thể là vào lúc 12 giờ rưỡi đêm, có thể là vào lúc 1 giờ sáng, cũng có thể là 2 giờ sáng, cũng có thể là 6 giờ sáng ngày mai. Cứ lúc nào có danh sách thì Vlog Ngoài Đường Pitch ngay lập tức sẽ lên sóng để trò chuyện cùng với cả nhà. Hy vọng là sẽ luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý khán giả dành cho các chương trình của Vlog Ngoài Đường Pitch. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với phần tương tác luôn. Xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog Ngoài Đường Pitch trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Xin mời cả nhà chúng ta đến với phần trò chuyện. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Mình để cái lịch ở đây đi để cả nhà có thể dễ dàng nắm được cái lịch thi đấu của các trận đấu, không chỉ là các trận đấu của U23 Việt Nam mà có cả các đội bóng khác nữa. Chẳng hạn như là ngày hôm nay thì Australia gặp Jordan, Qatar thì đối đầu với Indonesia. Còn vào ngày mai thì lúc 8 giờ tối thì có U23 Nhật Bản đá với Trung Quốc. 10 giờ rưỡi tối thì có Hàn Quốc đá với UAE. Rồi vào lúc cùng giờ ngày mai luôn thì còn có trận đấu ở bảng C là giữa U23 Iraq và U23 Thái Lan. Rạng sáng ngày thứ tư thì có trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Nói chung là nhiều trận đấu quá, chúng ta tha hồ mà lựa chọn, để có sức khỏe thì cứ xem hết trận này lại đến trận khác. Có thể nói đây là ngày hội của bóng đá trẻ châu Á mà. Xin chào bạn Hồ Văn Khoa, bạn Phúc Nguyễn, bạn Ngô Đình Thuận, bạn Trịnh Tiến Lên. Lễ khai mạc là mấy giờ Dũng ơi? Dạ, khai mạc thì sẽ diễn ra trước cái trận đấu giữa Qatar và Indonesia. Trận đấu đó thì là 10:30 mới đá, cho nên là cứ khoảng 10 giờ cả nhà bật lên là kiểu gì cũng có cái lễ khai mạc, chắc là cũng sẽ ngắn gọn đơn giản thôi ạ. Xin chào bạn Thế Thuận TV, vừa thấy VFF Live công bố danh sách mà tắt luôn rồi. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Thế Thuận TV. Lúc này thì mình vẫn đang phải chờ đợi cái danh sách. Có một cái group của anh em báo chí đang rất là mong chờ cái danh sách, tuy nhiên là đến lúc này thì chưa có. Tại vì như là mình đã chia sẻ trong cái chương trình livestream trưa nay,
thì là dự kiến là cái giờ này nè là cái giờ mà báo chí sẽ được cung cấp thông tin. Tuy nhiên là cuối cùng thì đến thời điểm này rất nhiều các tờ báo cũng đã nhắn vào rút để hỏi, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo là chưa có. Anh Hoàng Anh Tuấn muốn thận trọng một chút nữa, tại vì ngày hôm nay thì U23 Việt Nam còn một buổi tập và ngày mai sẽ còn một buổi tập nữa. Và cũng đó là lý do mà anh ấy cứ chần chừ một chút, tại vì anh ấy muốn sợ đề phòng một số những cái trường hợp lỡ mà xui xui đúng cái thời điểm này lại có chấn thương xảy đến với một cầu thủ nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái danh sách. Nên là lúc này vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi. Xin chào bạn Trần Tiến, bạn Mai Thị Lợi, chào anh Dũng. Trông mong đến ngày thi đấu, chúc cho đội bóng của chúng ta giành chiến thắng. Mọi người ai đang xem nhớ like cho anh Dũng nhé. Xin cảm ơn bạn Mai Thị Lợi rất nhiều. Xin chào bạn Nga Nguyễn, anh Dũng dự đoán những bạn nào sẽ bị loại ạ? Mình không dự đoán. Xin được cảm ơn bạn Nga Nguyễn. Tại vì ở bên đó thì mình không có thông tin. Vì nếu xem được trực tiếp các cái buổi tập thì may ra mới dám đưa ra cái nhận định, chứ ngồi ở nhà chỉ có những cái hình ảnh do Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ cung cấp về thì rất khó để đưa ra nhận định. Xin chào bạn Võ Bá Hoàng, hello anh, em chỉ mong là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đừng loại những bạn cao to là em rất mừng. Mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện đối thủ lấy những tiền đạo hoặc là trung vệ cao trên 1m85 tạt cánh đánh đầu thì vô cùng lo lắng. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Võ Bá Hoàng. Thực tế thì kể cả khi chúng ta có những cầu thủ cao to của Việt Nam thì so với các đội bóng khác chúng ta cũng không là gì cả. Chiều cao trung bình của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải năm nay vẫn nằm trong top 3 đội thấp nhất giải. Điều đó cho thấy rằng là thiệt thòi rất là lớn dành cho U23 Việt Nam về cái mặt thể hình. Cái vấn đề thiệt thòi này thì nó xảy ra thường xuyên ở tất cả những cái sân chơi châu lục khi mà chúng ta bước ra cái sân chơi đó. Bởi vì cái yếu tố về thể hình của người Việt Nam chúng ta thì thấp bé nhẹ cân hơn rất là nhiều so với những nước bạn. Cái này thì cũng phải chịu thôi, vì cái gen của người Việt mình là như thế. Thực sự là cũng muốn cải thiện thì cũng khó mà cải thiện được. Nên là đành phải chấp nhận, và phải chấp nhận một cái thực tế nữa, đó là phải có một cái lối chơi phù hợp nhất với cái chiều cao trung bình của đội bóng. Xin chào bạn Thế Thuận TV, anh cho em hỏi vậy các cầu thủ bị loại khỏi danh sách U23 vậy các cầu thủ đó bay về Việt Nam hay vẫn ở lại tập luyện cùng với đội với anh? Mình không rõ cái này, tại vì từ trước đến giờ thì thường là sau khi mà bị gạch tên thì ngay lập tức là trở về. Thứ hai nữa là các câu lạc bộ cũng vậy, khi mà họ biết tin là cầu thủ của họ mà bị gạch tên thì họ sẽ yêu cầu cầu thủ về ngay lập tức để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho mùa giải, chứ đây không phải là cái thời điểm mà các câu lạc bộ đang nghỉ ngơi, nghỉ hết mùa, mà đây là đang ở trong giai đoạn là chuẩn bị sắp bước vào cái giai đoạn mà gọi là marathon với 23 ngày 6 trận đấu. Cho nên là lúc này đây thì hầu như các câu lạc bộ họ đều cần quân để tập luyện và chuẩn bị cho cái giai đoạn khốc liệt sắp tới của V-League. Và đó là lý do mà ngay khi biết là cầu thủ nào bị loại thì họ cũng sẽ đòi về ngay, đòi người về ngay, chứ không cho ở lại đâu. Xin chào bạn Đào Mạnh Đình, Indo thua hai trái. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đào Mạnh Đình. Thực sự mà nói thì không dễ để ăn Indonesia ở thời điểm này. Lúc này đây thì họ đang hội tụ rất nhiều các cái yếu tố. Đầu tiên là họ sở hữu các cầu thủ đã khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ là một tập thể đã thi đấu gắn kết với nhau trong nhiều năm. Và thứ nữa là họ có những cầu thủ nhập tịch, những sự bổ sung rất là chất lượng về lực lượng với cái chiều cao không hề kém cạnh gì các cầu thủ của Qatar hay là các cầu thủ ở trong cùng bảng đấu như là Australia hay là Jordan đâu. Bởi vì những cái cầu thủ này thì thực tế là họ cũng là Tây rồi và họ đang thi đấu ở châu Âu mà. Cho nên là lúc này á, mình nghĩ rằng là muốn ăn Indonesia cũng là chuyện không hề đơn giản. Tất nhiên ở cái bảng này được xem là một cái bất lợi rất là lớn với thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong, khi mà cả Australia, cả Qatar và cả Jordan họ đều khao khát giành hai cái vị trí cao nhất của bảng A để ghi tên vào tứ kết, và xa hơn nữa là nuôi cái hy vọng giành vé dự Olympic Paris mà. Cho nên là có bao nhiêu lực lượng chất lượng nhất ở cái giải năm nay thì họ cũng đều dồn cho cái đội trẻ U23 này hết. Nên đây cũng sẽ là một cái giải đấu mà
Indonesia ở cái bảng đấu này bị đánh giá là bất lợi. Nhưng mà chưa biết được là như thế nào. Bóng đá trẻ mà, vô đá có khi hưng phấn lên lại tạo nên được cái bất ngờ. Xin chào bạn Thanh Nghị. Ở bên Nhật thì lệch Qatar tới 6 tiếng nên không xem trực tiếp được, tiếc quá. Ồ, như vậy là càng muộn hơn đúng không bạn Thanh Nghị? Chẳng hạn như là trận đấu vào 8 giờ tối nay thì ở bên bạn chắc là, ở bên Nhật là chắc là 10 giờ đêm rồi thì lại càng muộn. Vậy cũng đuối, ngày mai còn đi làm nữa đúng không? Xin chào bạn Phong Trần. Tôi tin là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rất hiểu về các em và ông sẽ thành công với đội hình này. Mong là như vậy. Dạ, cảm ơn chia sẻ của bạn Phong Trần ạ. Cũng mong là các em sẽ có được cái sự chuẩn bị tốt nhất về con người để mà hướng tới cái mục tiêu, đó là giành được hai cái kết quả quan trọng trước Kuwait và trước Malaysia. Còn tất nhiên là với Uzbekistan, nếu mà chúng ta đã có được hai cái trận đấu tốt trước hai đối thủ kia thì chúng ta hoàn toàn có thể có nhiều cái tính toán nhất khi mà đối đầu với Uzbekistan. Bởi dù sao thì đội bóng này cũng được đánh giá là đội bóng mạnh nhất ở bảng D. Em chào chị Hiền Lam. Chúc U23 có kết quả tốt trận đầu tiên 3 điểm vào ngày 17 Tây. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Xin chào bạn Minh Trí, bạn Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Chào Dũng, lâu ngày hôm nay mới được xem live trực tiếp. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Xin chào bạn Phạm Mao, bạn Nghiện Pi. Nghe nói là trợ lý huấn luyện viên MU ứng cử ghế huấn luyện viên trưởng Việt Nam mà Dũng, nếu được như vậy thì còn gì bằng. Ông ấy là cụ thôi, tức là bây giờ ông ấy cũng đang có khoảng thời gian là làm việc ở bên Đức thôi, chứ còn là một cụ huấn luyện viên từng đào tạo ra một số những cái nhân tố chất lượng. Tuy nhiên là như Dũng cũng đã chia sẻ rồi thì nói như thế nào nhỉ, ở thời điểm này thì có lẽ là cái danh sách ứng viên sẽ rất là nhiều, tại vì có nhiều huấn luyện viên họ đang thất nghiệp á, thì họ sẽ gửi hồ sơ về cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tự ứng cử. Tuy nhiên là như Dũng cũng đã nói rồi là trong cái thông tin mà một số tờ báo họ có nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chẳng hạn như là Zing, thì họ có chia sẻ cái thông tin rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ thu hẹp lại cái số lượng các cái ứng viên sau khi mà tiếp nhận đến khoảng trung tuần cuối khoảng trung tuần hoặc là cuối tháng 4 thôi. Tới thời hạn đó là họ sẽ rút lại, sẽ chỉ còn một vài ứng viên nữa. Rồi sau đó là ngay tháng 5 này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu là tính toán, phân tích từ các cái hồ sơ được gửi về cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam và bắt đầu ngồi làm việc đàm phán với các huấn luyện viên trước khi mà lựa chọn người sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Và theo thông tin của bên Zing á, thì họ cho rằng là các cái huấn luyện viên mà được xem là ứng viên hàng đầu á, là đến từ Nhật Bản và đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên là có hai huấn luyện viên là sẽ không nằm trong cái nhóm ưu tiên đó, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Lee Young-jin, là hai nhà cầm quân mà đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì không nằm trong cái danh sách ưu tiên lựa chọn đó nữa rồi. Tức là đây cũng chỉ là một cái thông tin do bên Zing họ tìm hiểu, còn thực hư như thế nào thì chúng ta vẫn phải chờ. Nhưng mà mình thấy là các cái thông tin bên Zing á, thì họ đưa ra họ cũng có một số những cái dữ kiện mà họ căn cứ vào cái tình hình ở thời điểm hiện tại, khi mà một số các cái doanh nghiệp đang đồng hành với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là đến từ Nhật Bản. Đây cũng là một cái chi tiết thôi, tất nhiên là cũng theo cái khuynh hướng là dự đoán chứ không có chắc chắn được. Nên là lúc này chúng ta cứ chờ thôi, xem là như thế nào. Con chào chú Đặng Văn Năm. Xin chào bạn Mai Thuận, bạn Trần Tiến. Từ đợt ông Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn cho U17 Việt Nam, theo ông Quốc Tuấn, ông đã thay đổi lối chơi sang 3-4-3. Lối chơi này
biến đổi 3-4-3, 5-4-1, 3-5-2 thấy chơi chặt chẽ hợp với Việt Nam. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trần Tiến. Xin chào bạn Viettel, dự đoán những cầu thủ bị loại đi Dũng ơi. Dạ, Dũng không có dự đoán á. Xin chào bạn Nguyễn Quang Phúc, có lễ khai mạc không ạ? Mình nghĩ là có thể là sẽ có thôi, chứ còn cái này thì mình không có thông tin. Mình nghĩ là có thể có, và nếu có thì họ sẽ tổ chức trước cái trận đấu mở màn của chủ nhà Qatar và Indonesia vào lúc 22:30. Thì nếu mà có thì nó sẽ rơi vào cái tầm khoảng 22 giờ là chúng ta sẽ thấy. Xin chào bạn Văn Minh Dũng. Dũng, bạn cho mình hỏi đội tuyển Việt Nam nhập tịch hoặc đưa cầu thủ Việt Kiều lên tuyển như Indonesia tốt hơn hay là dùng cầu thủ nội tốt hơn? Xin được cảm ơn bạn Văn Minh Dũng. Với mình thì Indonesia họ dùng các cầu thủ Indo Kiều. Dạ, dùng các cầu thủ Indo Kiều. Chứ cũng không hẳn là cầu thủ nhập tịch đâu, mà là các cầu thủ này có nguồn gốc là Indo. Tại vì hồi xưa Hà Lan họ chiếm đóng Indo, Indo là thuộc địa của họ. Cho nên là cái chuyện mà người Hà Lan xong rồi họ qua họ chiếm đóng rồi họ lấy người bản địa, rồi họ sinh con đẻ cái, rồi sau đó đưa gia đình về châu Âu sinh sống, rồi lại những cái thế hệ tiếp theo F1, F2, F3, F4 chẳng hạn, thì kiểu gì thì kiểu nó vẫn có liên quan đến cái dòng máu Indonesia. Cho nên là những cái cầu thủ như là Justin Hubner, Rafael Struck, vân vân, các bạn ấy cũng có cái gốc là Indo ở trong đó, có một phần dòng máu là Indo ở trong đó. Cho nên là người Indo họ tự hào về cái chuyện này. Tất nhiên là có những cái ý kiến cho rằng là Indo đang trở thành Indo trắng, tại vì da, tại vì có nhiều cầu thủ nhập tịch thì dĩ nhiên là trắng trẻo như thế. Nhưng mà một bộ phận lớn thì vẫn tự hào, bởi vì nói là dù sao thì cũng là gốc Indo. Giống như kiểu chúng ta là lấy các cầu thủ Việt Kiều về thì cũng là kiều bào của mình mà. Đang ra nước ngoài sinh sống, làm việc, học tập vân vân, bây giờ trở về cống hiến. Vậy đó. Cho nên là cần phải rạch ròi cái chuyện này. Indo họ nói thẳng ra. Thậm chí là Indonesia họ còn nói ngược lại Việt Nam chúng ta. Họ đưa hình của Rafael Sun với lại Henrio lên. Họ chế giễu chúng ta là trong khi chúng tôi, các bạn nói là chúng tôi lấy cầu thủ nhập tịch, nhưng mà nguồn gốc của cầu thủ của chúng tôi là có dòng máu Indonesia. Thì hỏi ngược lại các bạn Việt Nam là Rafael Sun hay là Henrio, hai cầu thủ này có chút nào liên quan đến Việt Nam các bạn không? Đó, họ lại còn lập luận như vậy, họ bắt bẻ ngược lại cho chúng ta. Cho nên là dù sao thì với cá nhân, với cái quan điểm của Vlog Mà Được Biết thì mình ủng hộ các cầu thủ Việt Kiều trở về để thi đấu. Philip Nguyễn là một trường hợp như vậy, Đặng Văn Lâm, rồi một số các cầu thủ khác, như là thậm chí là nếu trong tương lai mà Patrick Lê Giang nữa thì cũng là tốt. Rồi có thêm các cái vị trí, các cái cầu thủ mà đá ở các vị trí khác, đặc biệt là hàng tiền đạo và hàng tiền vệ chẳng hạn. Mà nếu có những cầu thủ nước ngoài về, những cầu thủ Việt Kiều về để cống hiến thì quá tốt. Nhưng mà dù sao thì cũng phải là trình độ chuyên môn cao. Xin chào bạn Thế Doanh, bạn Quân Vương. Chào anh Dũng, anh suy nghĩ thế nào về chia sẻ mới đây của huấn luyện viên Popov? Liệu đây có phải là thực trạng hiện nay của bóng đá Việt Nam không ạ? Cái câu chuyện mà ông Popov vừa chia sẻ cách đây 3-4 ngày, và các cầu thủ Thanh Hóa có gửi cho mình cái chia sẻ đó. Nhiều cầu thủ Thanh Hóa nói là anh Dũng nghĩ như thế nào, thì mình chỉ nói là bây giờ các em ăn cơm ở Đông Á Thanh Hóa, ông chủ họ trả tiền cho các em. Tất nhiên là trong bóng đá chuyên nghiệp đôi lúc cái yếu tố sòng phẳng phải được đặt lên cao, lương thưởng phải rõ ràng, phải đầy đủ. Tuy nhiên là nếu trong cái bối cảnh bóng đá Việt Nam và trong cái bối cảnh về tình hình tài chính ở Việt Nam, thì anh nghĩ rằng là các em nên cân nhắc về cái câu chuyện đó là nếu mà lãnh đạo đội bóng họ khó khăn và họ mong muốn nhận được cái sự chia sẻ của các em. Các em cũng, nếu trong trường hợp là các em đã nhận được rất nhiều từ câu lạc bộ rồi, thì cái thời điểm này nếu chia sẻ được thì hãy chia sẻ.
Có thể với ông Popov thì cái chuyện ông ấy nói thẳng như vậy là rất bình thường, bởi vì cái tính cách của người Tây là họ như thế. Họ sẽ nói thẳng nói thật, và họ sẽ đòi hỏi cái quyền lợi theo đúng cái hợp đồng mà họ đã ký với đội bóng. Thì đó là chuyện của họ. Chúng ta có thể tôn trọng các cái quyết định, những cái ý kiến của ông Popov đưa ra. Nhưng mà các em là người Việt Nam nữa, và các em cũng ăn cơm của câu lạc bộ nhiều. Nếu mà cái quyền lợi nó có bị thiệt hại, nhưng nó thiệt hại một phần nhỏ so với những cái gì mà các em đã nhận được trước đó, thì chia sẻ được thì hãy chia sẻ. Vì lúc này đây thì lãnh đạo đội bóng họ cần cái sự đồng hành của tất cả. Bởi vì cũng không ai nói trước được một cái thì tương lai nào cả. Thì đó, mình cũng chỉ nói với anh em như vậy. Tại vì nhiều anh em đưa lên hỏi mình là cái này đăng được không, rồi có like cho thầy được không, thì mình nói là không. Nói là tùy quyết định của các em. Nhưng với anh thì anh nghĩ là không cần. Tại vì xin được chia sẻ với quý khán giả là mình hoàn toàn hiểu được cái vấn đề về tài chính của Đông Á Thanh Hóa. Mình đã nắm được từ đầu, từ đầu mùa, trước mùa đã nắm được thông tin. Nhưng mà mình rất là nể anh Đức Cao, con trai của bầu Cao Tiến Đoan, giám đốc điều hành của câu lạc bộ. Mình hỏi cái anh Đức khẳng định luôn, anh Đức trả lời đúng, có chuyện đó. Không có nói lái, không có lấp liếm, không có phủ nhận cái gì. Anh ấy khẳng định luôn đúng là có chuyện đó. Vì doanh nghiệp đang khó khăn, nói thẳng ra luôn, đang khó khăn, cố gắng lo được cho đội bóng lúc nào là hay lúc đó. Mình hoàn toàn là hiểu được cái cảm xúc của anh Đức. Anh Đức có thể rất bực ông Popov lúc đó. Và anh Đức cũng có chia sẻ cho mình một số những cái thông tin khác về ông Popov. Nhưng mà thôi, cái đó câu chuyện của hai bên. Nhưng mà mình thấy rằng là ok, anh Đức nói thẳng luôn, anh Đức không có cần giấu. Anh ấy nói thẳng là phải chia sẻ. Và em ở bóng đá Việt Nam bao nhiêu lâu rồi hả Dũng? Em thừa hiểu cái chuyện đó đúng không? Mình bảo là đúng, em hiểu. Cho nên khi anh nói vậy là em ok. Em không có đưa ra các cái ý kiến, tại vì em hiểu được cái chuyện đó. Nhiều lãnh đạo, nhiều câu lạc bộ cũng vậy. Nhiều đội bóng có những cái thời điểm thăng thì sẽ có trầm, mà trầm rồi có thời điểm sẽ vượt qua được khó khăn thì lại thăng. Không sao cả. Chuyện đó rất là bình thường. Bóng đá Việt Nam mình nói như thế nào nhỉ? Nó giống như ngoại giao, dùng từ linh hoạt là hợp lý nhất. Có thể là chê là ở bóng đá Việt Nam không chuyên nghiệp. Nhưng thôi thì trong cái bối cảnh hiện tại thì như vậy là phải chấp nhận, phải thích nghi thôi, không vấn đề gì. Còn bạn nào á mà chê á nhưng mà tự tin làm thì chắc là các câu lạc bộ họ cũng welcome á. Nhưng mà các bạn cứ thử ngon bước vào làm thử xem có làm được hay không. Mình chắc chắn là các bạn không một bạn nào chê mà bạn đó bước vào cái môi trường bóng đá Việt Nam mà làm được một cái gì cho ra hồn. Các bạn đó là thậm chí vào nó còn tệ hơn nữa. Bởi vì mình đã chứng kiến rất nhiều rồi. Rất nhiều cao nhân lắm, cao nhân trẻ tuổi, tuổi trẻ tài cao lắm. Đi học ở Anh, ở Thái về, trời ơi, nói chuyện nghe thuyết phục vô cùng. Đến lúc vô làm thì như mèo mửa. Rồi cuối cùng là thôi, nghỉ việc. Xin chào bạn Cupi TV. Bạn Long mong ông Hoàng Anh Tuấn thành công. Bạn Nguyễn Quang Phúc, sao sân vận động Lusain sao không cho dùng làm trận khai mạc ạ? Sân Lusain hả? Anh không rõ em ạ. Trận khai mạc thì sân khác, sân này. Jassim Bin Hamad. À, cái sân này là đội tuyển Việt Nam mình cũng đá ở cái sân này nè. Cũng đã từng đá ở cái sân này. Tên là coi như đọc cái là thấy là quen thuộc. Ngay cả cái sân ở phía trên là Abdullah Bin Khalifa cũng vậy. Có lẽ một phần là vì giải trẻ cho nên là khán giả chắc là không đông, họ cũng nghĩ như vậy. Rồi cả nhà đợi mình xíu nha. Trong lúc mà mình cứ đang tương tác như thế này thì mình cũng sẽ refresh lại để xem có thông tin gì mới về danh sách chưa. Có một cái là mình ngay lập tức là thông báo liền, liên đoàn chưa có,
group phóng viên, đợi mình xíu. Chỉ có mấy cái thông tin trong group thì sẽ là nhanh nhất. Trong group thì mới có thông tin về Futsal này nọ thôi, các thông tin đưa về Futsal chứ cũng không có thông tin về danh sách. Nên là có lẽ là phải sau buổi tập tối nay. Nếu mà đêm mà có danh sách thì mình cũng lên sóng. Cả nhà cứ yên tâm. Xin chào bạn Văn Phan. Nếu mình thấp bé nhẹ cân thì mình áp dụng chiến thuật của môn võ judo nha. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Phan Vân. Bạn Nguyễn Khoa. Chào anh Dũng, mùa 2024-2025 số lượng ngoại binh V-League như thế nào? Khi từ mùa tới tham dự các giải AFC không giới hạn ngoại binh. Ồ, cái này Dũng không có rõ bạn. Cái này là nó sẽ được đưa ra cái quy định trong cái cuộc họp trước mùa giải. Thì 15 hay là ngày 23 tháng 9 là sẽ bắt đầu mùa giải. Thì dự kiến nếu mà đưa ra điều lệ thì chắc là khoảng tháng 8 là sẽ có quy định, tháng 8 hoặc là tháng 7. Tức là phải hết cái V-League này đã thì bắt đầu mới họp, rồi thống nhất là năm tới sẽ có những cái quy định mới nào về các cầu thủ hay không, từ cầu thủ châu Á, cầu thủ ngoại binh và cầu thủ gốc Việt. Mỗi mùa nó sẽ có thay đổi và nó sẽ thông báo sớm để các câu lạc bộ họ chuẩn bị về cái lực lượng. Xin chào bạn Nghĩa Phạm. Ok anh, sẽ chờ em lên sóng cho dù mấy giờ, anh sẽ like cho em. Dạ em xin cảm ơn ạ. Xin chào bạn Đặng Vân. Indo bao giờ đá em ơi? Dạ, ở trên màn hình em đã để lịch rồi đó. Indo là vào lúc 22:30 tối ngày hôm nay. Ở đâu rồi ta? Đây rồi. Xin chào anh Phạm Trung Kiên. VTV có trực tiếp các bảng khác không em? Dạ có, em để luôn ở trên màn hình để cả nhà mình có thể dễ dàng theo dõi. Tất cả các trận đấu đều có trên VTV. Lúc thì VTV5, lúc thì VTV Cần Thơ. Mình cứ rà hai cái đài đó là sẽ có. FPT Play cũng có, truyền hình Ca Cộng cũng có đầy đủ ạ. Dạ em chúc sức khỏe anh Hiền ạ. Xin chào bạn Lê Dự, chào cháu, chú và mấy ông bạn của chú, rất thích theo dõi kênh của cháu. Dạ, con cảm ơn chú Lê Dự ạ. Xin chào bạn Âu Dương, hôm qua sinh nhật, say không anh Dũng đẹp trai? Anh cũng chỉ ăn với gia đình thôi, chứ cũng không có đi nhậu với bạn bè. Nói chung là càng lớn tuổi thì càng thu mình lại là được rồi. Xin chào bạn Mai Văn Tiến, hãy tin tôi đi, U23 Việt Nam sẽ vào chung kết. Bạn Trung Đào, anh Trung Đào, U23 Việt Nam lọt vào tứ kết là thành công, good luck. Bạn Nguyễn Duy Quang, đã lên tuyển U16, U20, tuyển quốc gia thì tập chiến thuật, chứ lên tuyển mà chỉnh sửa lỗi của cầu thủ thì không ổn, vì thế ông Pháp mới thất bại. Bạn Messi, chào anh Dũng, Việt Nam chưa đá mà biết sao được kết quả. Biết đâu tới ngày 17 U23 Việt Nam mình thắng thì sao? Cũng biết đâu mất điểm trước đội khách thì sao? Sao em nói một câu nghe nó quề vốn quá vậy Messi? Vậy cũng vô bình luận nữa. Xin chào bạn Huy Nguyễn. Leverkusen hay quá. Leverkusen đã đăng quang như sớm 5 vòng đấu thì phải. Đăng quang trước 5 vòng đấu hay 7 vòng đấu gì đó. Quá dữ. 5 vòng, xin lỗi 5 vòng. Bạn Vũ Dung, vậy U23 có loại một thủ môn không anh? Bữa nghe anh nói quy định bắt buộc là phải 4 thủ môn. Sẽ loại một thủ môn. 3 thủ môn. Xin chào bạn Ngô Văn Úc. Anh bình luận theo người hâm mộ U23 chuẩn bị lấy cần xé theo nhiều đựng banh lấy máy bay trở về. Dũng nghĩ là không đến mức đó. Lứa U23 Việt Nam lần này các em cũng chất lượng,
và cũng là những nhân tố mà tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại với cái lứa tuổi dưới 23, thì đây là lực lượng ổn định nhất rồi. Dũng nghĩ rằng là ở cấp độ bóng đá trẻ thì bây giờ cái khoảng cách về trình độ bóng đá nó không có sự chênh lệch quá lớn nữa giữa các khu vực luôn, kể cả chúng ta bị xem là nằm ở cái khu vực vùng trũng của bóng đá châu Á, nhưng mà bây giờ thì cái trình độ của cái trình độ đào tạo và cái tầm của các cái nền bóng đá nó cũng đã bắt đầu là thu hẹp đi rất nhiều. Nó ở cái mức độ gọi là sàng sàng nhau, có vẫn có những cái nhóm mạnh là mạnh hẳn, nhưng mà vẫn có những cái nhóm họ tạo ra được cái sự thách thức cho cái nhóm mạnh hẳn đó. Và Việt Nam mình ở thời điểm này là nằm ở cái nhóm tạo ra được cái sự thách thức. Thực tế thì 5-7 năm trở lại đây thì chúng ta ra sân chơi châu lục, chúng ta có những cái trận đấu ngang cơ, những cái trận đấu tạo nên bất ngờ, chứ không phải là chúng ta lép vế giống như là hồi xưa. Mỗi lần mà nghe là đi đá châu Á là xanh mặt hết. Bây giờ thì cái gọi là cái khoảng cách nó đã không còn quá lớn rồi, nó đã được thu hẹp đi rất nhiều rồi. Cho nên là nếu là để nói là mang cái cần xé mà đi đựng là không bao giờ mình tin cái chuyện này nó sẽ xảy ra. Nó không còn nữa. Bây giờ cái trình độ bóng đá nó hiện đại, các cái chiến thuật bây giờ nó trở nên cực kỳ là hiệu quả. Và khi những cái đội nào mà họ đề cao cái tính hiệu quả trong lối chơi á, đá thực dụng hơn á, thì kể cả khi họ bị đánh giá yếu hơn đi chăng nữa, họ cũng rất khó để thua, mà thua theo kiểu thua tan nát, thua đậm. Bây giờ vẫn có thể là thua 1-2 trái, 3-4 trái như thế nào đó, nhưng mà để mà gọi là không còn cái kiểu 5-7 trái như ngày xưa, hay là mười mấy trái giống như là cái hồi mà chúng ta nhớ các câu lạc bộ của Việt Nam đi mà đi đá Champions League chẳng hạn, AFC Champions League thua mười mấy trái, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì làm gì có chuyện đó, đúng không? Bây giờ mà câu lạc bộ mình ra đá nhiều đội mà chủ quan là đá mình đá chết bỏ liền. Chúng ta lại tiếp tục đến với những câu tiếp theo ạ. Trước khi mà tiếp tục để mình refresh lại, mình cũng xin được chia sẻ lại trọng tài sẽ bắt cái trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam với U23 Kuwait ạ. Đó là ông trọng tài người Qatar, Abdullah Al-Mari sẽ là trọng tài chính. Các trợ lý trọng tài là ông Faizan Al-Samari và ông Zahi Al-Samari đều là người Qatar. Như vậy là cả tổ trọng tài, ba người đều là người Qatar. Trong khi đó thì ông Hassan Karimov, người Tajikistan, sẽ là trọng tài điều hành phòng VAR ở trận đấu này. Ông Faizan Al-Samari không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tính luôn cả trận đấu tới thì vị vua áo đen người Qatar đã có 3 lần làm việc với các trận đấu có sự góp mặt của cầu thủ Việt Nam. Lần đầu tiên, ông Al-Mari Abdullah làm trọng tài VAR trong trận đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Úc ở vòng loại World Cup năm 2022. Chính xác là chúng ta đá với cái trận đấu vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 ạ. Ở trận đấu đó thì ông từng khiến cổ động viên Việt Nam tranh cãi khi bỏ qua tình huống chạm tay khá nhạy cảm của đội tuyển Úc ở hiệp 2. Đến trận thứ hai thì ông Al-Mari Abdullah tiếp tục được AFC phân công làm nhiệm vụ trong trận đội tuyển Việt Nam tiếp Iraq trên sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11 năm 2023 ở vòng loại World Cup 2026. Khi đó thì những chiến binh sao vàng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Thuse thì để thua rất đáng tiếc ở phút thứ 90+6. Chúng ta thua cái bàn thua duy nhất ở trận đấu đó. Ông Abdullah Al-Mari lần này sẽ tiếp tục là ngồi trong phòng VAR. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra cho U23 Việt Nam của chúng ta. Xin chào bạn Flortino, bạn Bon Trần, bạn Đức Nguyễn. Ví dụ U23 dừng chân ở vòng tứ kết thì câu lạc bộ có sớm trở lại không anh, để cho các cầu thủ không phải căng sức ra đá? Không, lịch thì đã cố định rồi, cho nên là nếu mà bây giờ chúng ta không vào được xa hơn, chúng ta không tiến xa thì về các cầu thủ cũng quay trở lại để tập luyện thôi.
chứ câu lạc bộ thì cũng không được đẩy lịch lên để đá sớm hơn. Và vì cái lịch nó đã có cái thông báo chính xác rồi, để các sân bóng họ còn chuẩn bị rồi, các câu lạc bộ họ cũng còn chuẩn bị từ vé máy bay, di chuyển, xe cộ này nọ, khách sạn đặt, mọi thứ đã xong hết rồi, nó căn cứ vào cái lịch đã được thông báo rồi. Xin chào anh Đào Mạnh Cường. Dũng ơi, đã có danh sách đội tuyển U23 chưa em? Dạ chưa. Xin chào bạn Phan Vân Anh. Chào anh, U17 tập trung có giải gì không anh? Hy vọng là U23 cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vượt qua vòng bảng rồi tính tiếp. Rất tự tin Việt Nam sẽ làm được điều này. U17 thì hội quân để chuẩn bị cho cái giải U17 Đông Nam Á. Xin chào bạn Uông Đào. Không cần huấn luyện viên quá đẳng cấp, lương cao, cầu thủ Việt Nam không theo được trong 2 năm tới. Ông Park vẫn là an tâm nhất. Tại sao VFF cứ phải là huấn luyện viên mới? Bạn Min Min TV. Em chưa bao giờ bỏ bất cứ trận đấu nào của U23 và tuyển Việt Nam. Nhưng ở Úc để coi thì cũng đuối, nhưng vì màu cờ sắc áo cũng phải coi anh à. Cảm ơn bạn Min Min TV. Thôi thì kiếm mấy cái trang web để xem thôi, chứ biết sao bây giờ đúng không? Thôi cố gắng thôi, vì tình yêu mà. Xin chào bạn Phan Văn. Việt Nam chỉ nên nhập tịch cầu thủ có mang dòng máu Việt, có khả năng tốt và có khát khao mang áo đội tuyển Việt Nam. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Phan Văn. Chắc là lúc nãy về cái câu mà mình mới bình luận lúc nãy đúng không ạ? Bạn Di Đạt. Cho mình hỏi là tầm quan trọng của y học thể thao trong bóng đá và cơ hội công việc trong mảng này đối với môn bóng đá như thế nào, thu nhập, cơ hội phát triển. Cảm ơn anh. Mình không có cái thông tin để trả lời cho bạn về cái câu này. Bởi vì thứ nhất là không đủ cái thông tin. Chủ yếu là thường thì gặp, nếu mà gặp các bác sĩ thì họ, mình hay toàn hỏi về cái chấn thương thôi. Một là chấn thương của cầu thủ như thế nào, hai là dạo này mấy bác sĩ có ăn nên làm ra hay không, và ba là mình đang bị tình trạng như thế nào thì mình báo cho các bác sĩ thì họ chia sẻ thôi. Còn lại thì trong cái nghề này thì mình không có phải là người làm về y học đặc thù để mình tham gia vào các cái công việc của họ, nên là mình cũng không rõ về cái lương bổng mà họ nhận được, hoặc là họ làm thế nào để họ được vào trong đội tuyển để làm. Những cái này thì nó lại nó hơi đặc thù rồi, nên là mình không trả lời được. Xin chào bạn Kubi. Có danh sách rồi anh ơi. Huy Hoàng, Đức Phú, Đức Anh và Hồng Phúc bị loại. Huy Hoàng, Đức Phú, Đức Anh và Hồng Phúc bị loại. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Kubi. Đợi mình xíu luôn, mình sẽ search luôn. Chờ mình xíu nha, để mình nếu mà có cái là mình up cái hình lên luôn nếu như liên đoàn cung cấp. Dạ rồi, đúng rồi. Đợi mình xíu mình... Rồi. Đây là hình ảnh cũ lột xuống, gắn hình ảnh mới lên. Thao tác nó hơi chậm xíu cả nhà, chờ xíu. Nhiều lúc cái máy mỗi lần mà update cái là nó bắt đầu là nó đảo hết các cái thứ tự làm việc quen thuộc của mình, cái nó ảnh hưởng đến cái công đoạn, ảnh hưởng đến cái công đoạn xử lý của mình, rất là bực mình.
già rồi mình cũng khó tính lắm. Đó. Rồi vậy là đêm nay khỏi phải lên sóng rồi. Ok rồi nha cả nhà ơi, bây giờ mình đã up lên cái danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết của U23 châu Á năm 2024. Thủ môn là Nguyễn Văn Việt, Đoàn Huy Hoàng và Quang Văn Chuẩn. Tiền vệ là Hoàng Văn Toản, Hồ Văn Cường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Đức Việt, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn. Hậu vệ có Lương Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Mạnh Hưng. Tiền đạo có Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Quang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc và Võ Nguyên Hoàng. Như vậy là Đức Phú vẫn có mà. Ông nào ở dưới lúc nãy bạn Kubi nói nè, sai rồi nha. Như vậy là Trung Kiên, thủ môn Trung Kiên của Hoàng Anh Gia Lai bị loại nè. Tiền đạo là 6 người giữ nguyên, tiền đạo là không có ai bị loại. Đây để mình nhìn. Trung vệ là Nguyễn Thành Khải bị loại. Ồ, như vậy là cả hai cầu thủ cao nhất của đội tuyển U23 Việt Nam đều bị loại. Nguyễn Đức Anh của Hà Nội bị loại và tiền vệ Hà Văn Phương của câu lạc bộ Công an Hà Nội bị loại. Rồi. Như vậy là bốn cầu thủ mà bị loại là Trung Kiên, Thành Khải, Đức Anh và Hà Văn Phương. Như vậy là Trung Kiên cao 1m91 và Thành Khải là cao 1m87 bị loại. Hai cầu thủ. Hơi bất ngờ một chút. Tại vì Thành Khải bạn ấy là người được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay thế, tức là một trong bốn cầu thủ mà ông đăng ký thay thế trước khi mà đội tuyển U23 Việt Nam hội quân. Nhưng mà trong quá trình tập luyện thì có lẽ là không thuyết phục được nhà cầm quân người Khánh Hòa, nên là Thành Khải nói lời chia tay với đội tuyển U23 Việt Nam. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Vlog ngoài đường pit, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mình đổi tiếp lại mới được. Cả nhà chờ mình xíu. Ok rồi, chúng ta tiếp tục đến với phần tương tác tiếp theo ạ. Dũng để luôn cái danh sách này ở đây để cho cả nhà có thể dễ dàng nắm được ạ. Như vậy là cũng khá là bất ngờ thật. Khi mà Thành Khải là người được đăng ký thay thế, nhưng cuối cùng thì lại là người phải chia tay. Mình tiếp tục đến với những câu tiếp theo ạ. Xin chào bạn Hoàng Toản, câu lạc bộ Than Quảng Ninh còn không có tài chính là sao ạ? Bạn Nguyễn Tiến, tớ rất thích Quốc Việt đá tiền đạo. Dạ, cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Tiến ạ. Cả nhà có thể nhìn thấy rõ được cái danh sách không ạ? Dũng xin được đọc lại, thủ môn là Nguyễn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An, Đoàn Huy Hoàng của Trường Tư Bình Phước và Quang Văn Chuẩn của Hà Nội FC. Hậu vệ thì có Lương Duy Cương của SHB Đà Nẵng, Lê Nguyên Hoàng của Sông Lam Nghệ An, Trần Quang Thịnh của LB Băng Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Ngọc Thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nguyễn Mạnh Hưng của Trường Tư Bình Phước. Tiền vệ thì có Hoàng Văn Toản của Công an Hà Nội, Hồ Văn Cường của Công an Hà Nội, Khuất Văn Khang của Thể Công Viettel, Nguyễn Hồng Phúc của Thể Công Viettel, Nguyễn Đức Việt của LB Băng Hoàng Anh Gia Lai, Võ Hoàng Minh Khoa của BKMX Bình Dương, Nguyễn Đức Phú của PVF Công an Nhân dân và Nguyễn Thái Sơn của Đông Á Thanh Hóa. Tiền đạo thì có Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội, Nguyễn Văn Trường của Hà Nội, Nguyễn Quốc Việt của LB Băng Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Minh Quang của SHB Đà Nẵng, Bùi Vĩ Hào của BKMX Bình Dương, Nguyễn Đình Bắc của Quảng Nam và Võ Nguyên Hoàng của Quảng Nam ạ. Ở đây đội hình mình nghĩ là tương đối ổn của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta.
Xin chào bạn Ngô Anh Tuấn. Bạn Nga Trần Dũng ơi, em có đã có danh sách đội hình chính của U23 chưa? Dạ, thi đấu chính thức thì chưa đâu ạ. Ngày hôm nay thì là đến thời điểm này, tức là ngay trong chương trình này thì có danh sách chốt lại 23 cầu thủ tham dự rồi. Bạn Nguyễn Thịnh mong là Quốc Việt sẽ ghi bàn. Dạ, xin cảm ơn bạn Thịnh Nguyễn, bạn Đỗ Bình, bạn Trường Ryan, bạn Trần Định Kỳ. Xin chào bạn Minh Nhật, đội hình mạnh nhất của đội tuyển U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Văn Toản, Ngọc Thắng, Di Cương, Văn Cường, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Trường, Đình Bắc, Nguyên Hoàng, Vĩ Hào. Xin chào bạn Kiều Bắc. Chào Dũng nha, sao chả thấy báo gì Dũng nhỉ? Đăng ký đầy đủ mà lên sóng chẳng thấy báo. Dạ. Cái này thì cũng có một số tài khoản YouTube do là có thể là do một ngày xem quá nhiều các chương trình, cho nên là đến các cái thời điểm mà lên sóng, một số YouTuber khi lên sóng thì tài khoản đó không thể thấy được nữa, không thể thấy thông báo. Bởi vì cái quy định trong các cái điện thoại và các cái ứng dụng bây giờ thì họ sẽ giới hạn lại cái số lần thông báo. Vì nếu mà các bạn coi quá nhiều, họ nghĩ rằng là thông báo nhiều gây ảnh hưởng đến cái người dùng điện thoại, cho nên là đó là lý do mà sẽ không có thông báo ạ. Cái này không phải là lỗi từ bên kênh của Dũng ạ. Xin chào bạn Cockroach Movie. Bạn Hoàng Lê: thật đáng buồn và đáng báo động cho nền bóng đá V-League Việt Nam, không năm nào không có ít nhất một hoặc hai hoặc nhiều đội báo động về kinh tế, tài chính. Xin chào bạn Audi Watch. Lúc nãy có xem cái like trước của Dũng, không ngờ là quan điểm của Dũng về mấy lứa trẻ giống mình quá trời. Lứa trẻ của Việt Nam mình không hề tệ đâu, thiếu kinh nghiệm thôi. U16 PVF còn vả luôn U16 Man City. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Audi Watch ạ. Xin chào bạn Thắng Trần. Bạn Ngô Tuấn Anh: U23 Việt Nam ngày 17 đá trận lúc 21 giờ. Dạ không ạ, Việt Nam mình đá vào lúc 22 giờ 30 phút cái ngày 17. Còn ngày 20 thì mình đá vào lúc 20 giờ. Và vào ngày 23 thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đá vào lúc 22 giờ 30, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam nha cả nhà. Xin được chia sẻ với anh Ngô Tuấn Anh. Xin chào bạn Nguyễn Tuấn Khắc Hùng. Bạn Nguyễn Cầu: chào em Dũng, anh thường xuyên xem kênh của em. Dạ em xin cảm ơn ạ. Xin chào bạn Nguyễn Thị Ngọc Hà: Hoàng Anh Gia Lai khi nào vào thành phố Hồ Chí Minh giao hữu á anh? Hoàng Anh Gia Lai thì hôm bữa Minh Vương có nhắn mình là cuối tuần vào, mình chưa rõ cái ngày. Còn đá giao hữu, đá ở đâu á thì mình cũng chưa có lịch luôn. Hôm qua nó mới nhắn, nó kêu là nó hứa là sinh nhật mình nên là nó vô cuối tuần, nó vô nó dắt mình đi ăn vậy thôi. Cuối tuần chắc là thứ 6 hay thứ 7 gì vô. Bạn Đào Dương: chú thấy trước đây Indo đá khán giả Việt Nam không quan tâm, nhưng hiện nay khán giả Việt Nam rất muốn xem Indo đá, phải không cháu Dũng? Dạ đúng rồi, thì bây giờ họ cũng trở thành một cái kình địch của Việt Nam mình. Giống như trước đây chúng ta hay so bì với Thái Lan, cho nên là khi Thái đá thì chúng ta cũng xem rất là nhiều, thì bây giờ có thêm Indo là vì vậy ạ. Xin chào bạn Vlog Bóng Dài. Thủ môn Đoàn Huy Hoàng, trường tư Bình Phước, Nguyễn Hồng Phúc, thể công Việt Theo, Nguyễn Đức Anh, Hà Nội và Nguyễn Đức Phú, PVF Công an Nhân dân là những cầu thủ bị loại. Ồ, dạ không đúng ạ. Thủ môn là Trung Kiên bị loại ạ. Dạ, Đức Phú vẫn có mặt ạ. Ôi, các bạn lại bị ai lừa nữa rồi hả? Danh sách đang ở trên màn hình nha cả nhà ơi. Các bạn lại bị sai rồi. Trời ơi, sao bạn nào lại bị thuốc cái này? Hèn gì lúc nãy giờ mình thấy có mấy bạn ở trên cũng đưa danh sách sai luôn. Trời ơi, sai rồi nha cả nhà ơi. Trời ơi, nhiều bạn bị vậy là lại bị một cái kênh nào đưa thông tin thuốc nữa rồi hả? Ơi, xin được chia sẻ rõ ràng cho các bạn ở đó, danh sách đang ở trên màn hình nha cả nhà, đừng nhìn lầm ạ. Dạ, xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho
chương trình của mình ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đổi lại cái hình thumbnail luôn. Và rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã dành trong chương trình của mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong những chương trình tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì cả nhà đừng quên bật VTV lên để thưởng thức trận đấu đầu tiên của vòng chung kết giải U23 châu Á trên VTV5 và VTV Cần Thơ. Trận đấu giữa U23 Australia và U23 Jordan. Và vào lúc 22:30 tối ngày hôm nay thì sẽ là trận đấu được xem là khai mạc của giải giữa U23 Qatar và U23 Indonesia. Cả hai trận đấu đều có trên VTV5, cả nhà có thể dễ dàng bật lên để tiện theo dõi. Xin được chúc cả nhà một buổi tối có cái được thưởng thức hai cái trận đấu hay của các cầu thủ đội của các cầu thủ trẻ U23 ở giải châu Á. Xin được cảm ơn Lock Manto luôn đồng hành cùng với Lock Adam Pitt trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ.